chấp 253 thần sủng tiến hóa. He he, ác ma cũng không xấu như vậy. Danh xưng quái vật, vua tinh linh rồng, cấp bậc 70 hoàng cấp, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, mộc hệ, năng lực, cường hóa sức mạnh level 6, thần lực trời sinh level 6, bạo phát cơ bắp level 5, tăng cường sức bền level 5, thân thiết thực vật level 3. Đặc tính, người bảo vệ quả thụ chân long, khi vua tinh linh rồng ở xung quanh quả thụ chân long, sẽ mang lại một loạt buff cho quả thụ chân long, tương ứng, chân long quả thụ cũng sẽ sinh ra quả chân long cho nó dùng. Hiệu quả 1 bị động, vua tinh linh rồng có thể tăng tốc độ sinh trưởng của quả thụ chân long. Hiệu quả 2 bị động, thực vật phản hồi sức mạnh cho vua tinh linh rồng có thể khiến vua tinh linh rồng tiến hành che chở cho thực vật này, tăng cường sản lượng và chống chịu dịch tai nạn bệnh hạch, đồng thời có thể khiến các loại thực vật hệ rồng hồi phục khỏe mạnh. Sơ lược, vốn là một vua tinh linh mộc thuần chủng, trong năm tháng dài đã nuốt lượng lớn quả chân long, cuối cùng xảy ra biến dị, trở thành tinh linh vương rồng cực kỳ hiếm có. Vua tinh linh rồng có thể nhận được sức mạnh từ trong thực vật long chủng, cũng có thể bảo vệ cho thực vật long chủng. Lộ tuyến thăng phẩm chất thần thoại, cần thu thập được 1 vạn thực vật long chủng không cùng phẩm chủng sẽ có thể tiến hóa thành phẩm chất thần thoại. Một loạt thiên phú sức mạnh là gì, DM còn là vua tinh linh rồng. Này này, một thân thiên phú cơ bắp như này lại đi lệch đường rồi đó. Thân thiết thực vật level 3, quả thật là đột nhiên nhớ ra đây chỉ là một tinh linh hệ mộc. Hơn nữa vua tinh linh rồng này muốn tiến cấp cũng vô cùng khó khăn, chấm 1 vạn thực vật long chủng không cùng phẩm chủng. Đây không phải là 10 loại, 100 loại mà là 1 vạn đó. Cho dù là tổ địa của cự long nhất tộc cũng không tìm được nhiều chủng phẩm như vậy. Nhưng mà đây chính là một vườn giới hạn thực vật long chủng, tuy chủng phẩm hạn chế ở thực vật long chủng nhưng có thể chống lại tai bệnh còn tăng được sản lượng, đỉnh vãi. Có được quả thụ chân long này, sau này quái vật chủng rồng của Nam Thiên có phúc rồi. Chắc cho dù là trong tổ địa của long tộc, quả thụ chân long này cũng coi là chí bảo rồi, cho dù bây giờ rời khỏi bí cảnh cũng vẫn lời to. A ngốc! Sau này mày đi theo tao, quả thụ kia tao vẫn để mày chăm sóc, hơn nữa tao còn xây cho mày một vườn cây. Không thể nào, ta là vua tinh linh rồng vĩ đại. Wow, ta đồng ý hết, đừng ăn ta mà hu hu. Bên này xong rồi, chiêu tài, chúng ta đi tìm bảo vật tiếp theo. Đừng giả chết nữa, mau đi tìm bảo cho ta. Chủ nhân cũng quá bá đạo rồi, mỗi lần tìm được bảo vật đều không chia cho ta tí nào, còn bóc lột ta nữa. Yên tâm đi, trong số bảo vật tìm thấy lần này chỉ cần có thứ ngươi có thể dùng, nhất định ta sẽ thưởng cho ngươi. Thật, thật. Nếu đã vậy, vậy ta cũng không thể lấy ra công lực 1000% rồi. Khởi động cực hạn tìm bảo. Lam sắc, bình thường. Bảo vật màu cam ở đây ở khắp nơi luôn. Đợi đã, cái màu đỏ sâu bên trong. Tìm thấy rồi, bảo vật quý nhất. Mau, chúng ta mau theo chiêu tài. Lại có 3 cửa. Hừ, loại thuật che mắt này cũng đòi giấu ta. Cách một cánh cửa ta cũng có thể nhìn thấy được khí đỏ bên trái đầu cùng kia ngập trời luôn. Mở cho ta. Cái gì? Danh xưng thần khí, huyền âm thần giếng, bàn, pháp tắc thủy 8-8%, pháp tắc âm 3-2%. Địch. Đại tử, ta nói với ngươi ta muốn thần khí là đùa, ngươi tin không? Địch, nơi này còn có thần khí, như này cũng quá không đáng tiền rồi. Ý. Không ngờ trong giếng còn có quái vật. Gì, mập, đây cũng là hệ nước, thánh cấp. Con rắn này khống chế nước không tệ, đại tuyết sơn cũng không làm tao thấy lạnh như này. Cao bằng, ngươi đang nói bậy cái gì vậy? Chơi nước trước mặt ta, nực cười. Muốn chạy, cắn chết nó cho ta. Giếng thần kích hoạt thần uy cản hành động của hải hoàng thôn phệ chi nha. Thì ra cho dù không có chủ nhân, nhưng một thần khí khác lại gần cũng sẽ ép nó tự động kích hoạt thần uy. Hỏng một cái lớn rồi, tinh khí không nhỏ nhỉ. Yên tĩnh cho ta. Đây là thần khí hệ nước, có nó, thực lực của ta lại có thể nhanh chóng hồi phục. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.